Peggy 18. Một tựa game hấp dẫn hay một series game ấn tượng có thể sống mãi theo lịch sử của ngành game. Tuy nhiên đó chỉ là một số ít mà thôi. Đa phần thương hiệu game ngày nay đều có một thời gian lên đỉnh và xuống dốc chìm vào quên lãng. Hoặc có thể gọi nôm na là nó không được phổ biến trên toàn thế giới. Mặc dù chất lượng của những tựa game đó vẫn hay với đồ họa đẹp mắt, nhưng tiếc rằng chúng vẫn không đủ sức vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm đi trước. Có những tựa game tuổi đời đã trên 10 năm, nhưng mỗi khi nhắc về chúng vẫn khiến không ít game thủ cảm thấy ngậm ngùi và rồi trải nghiệm một cảm giác hoài niệm vô cùng về một thời thiếu niên tươi đẹp. Không phải lo âu mọi sự trong cuộc sống mà chỉ chăm chăm phá đảo game này đến game khác. Tất nhiên game cũ thì làm sao sánh được với những con quái vật ngày nay. Tuy nhiên sức hấp dẫn của nó thì vẫn khó có thể cương lại cho những bộ PC cấu hình thấp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Token Channel. Trong video này hãy cùng mình tìm hiểu top 6 siêu phẩm game PC cấu hình thấp bạn không nên bỏ qua nhé. Prince of Persia 2008. Phiên bản năm 2008 của Hoàng tử Ba Tư là một trong những tựa game gây tranh cãi bậc nhất. Khi người thì khen, kẻ thì lên tiếng phủ nhận. Lý do đơn giản vì những giá trị truyền thống hoàn toàn vắng bóng trong phiên bản này. Tuy nhiên, cho dù bạn không có cảm tình với nó, nhưng bạn lại không thể phủ nhận đây là phiên bản sở giá trị nghệ thuật bậc nhất của dòng game. Điều đó thể hiện qua những khung hình đầy màu sắc, những tòa nhà kiến trúc lộng lẫy say lòng người, hay những thảm cỏ xanh ngát trải dài xa xăm. Ngoài ra, phiên bản này có áp dụng vô số cách tân mới lạ. Trong đó chi tiết bất tử của chàng hoàng tử được coi là cái nhiều tranh cãi nhất. Mặc dù bị hắc hủ từ chính những fan của dòng game này, nhưng tựa game này vẫn hội tụ nhiều điểm sáng mà không phiên bản nào trước đó có thể bị kịp. Điều này khiến cho phiên bản 2008 luôn nằm ngoài cuộc so sánh trong nội bộ của BioShock. Có thể nói đây chính là một tuyệt tác của làng game, một hiện tượng có sự ảnh hưởng to lớn đến thời đại game FPS ngày nay. Và bản thân mình có thể cảm nhận được đội ngũ sản xuất phát triển tựa game này đã phải tốn biết bao công sức và niềm đam mê để có thể tạo ra BioShock. Game không chỉ mang đến một câu chuyện phức tạp nhiều nút thắt vô cùng lớn, mà BioShock còn thành công mỹ mãn trên phương diện kịch bản và tạo dựng nội dung, đã mang đến một cái nhìn khác biệt về khái niệm thiên đường. Sự nguy hiểm của bản chất tự phụ dẫn dắt người chơi khám phá Raptoon, chính là thành phố giả tưởng dưới lòng đại dương. Thêm vào đó, game còn sở hữu một gameplay thuộc hàng bậc nhất thời đó, đã tạo ra một điểm nhấn khác biệt trong rừng game bắn súng 10 năm trước. Và tuy đã có tuổi đời khá cao, nhưng cho đến nay game vẫn không thôi làm người chơi kinh ngạc về chất lượng của nó. Blade of Charm. Nếu bạn là một fan của Devil May Cry thì có lẽ bạn không nên bỏ qua tựa game này.
mang đến cho game thủ cảm giác chúa tể thời gian với quyền năng siêu nhiên. Đây quả thật là một tựa game mà bạn phải chơi ngay nếu có cơ hội. Mang cho mình thể loại phiêu lưu hành động xen lẫn yếu tố nhập vai. Tựa game này có lối chơi nhanh và lôi cuốn đến không ngờ. Và nếu bạn đã từng trải nghiệm Onimusha hay Devil May Cry, thì bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự tương đồng trong tựa game này. Mặc dù nhân vật chính lại là một sexy lady. Tuy nhiên ấn tượng nhất là bạn sẽ có cơ hội trở thành chúa tể thời gian với tuyệt chiêu tu ngược thời gian và phân thân để làm đối phương đánh mất sự chú ý. Đây quả thật là món vũ khí lợi hại bạn nên tận dụng để tăng ưu thế cho mình. Cuối cùng với tạo hình gợi cảm và tạo hình quyến rũ được khắc họa sinh động, hứa hẹn là bất kỳ game thủ nào khi nhìn thấy cũng phải chảy máu cam. Castlevania Lords of Shadow. Ra mắt game thủ năm 2010 đánh dấu bước nhảy vọt từ đồ họa đến gameplay của series. Đồng thời, tựa game này cũng mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới xoay quanh Gary Bellman, chính là tiền đề cho các phiên bản tiếp theo ra mắt sau này. Một điểm tương đồng với những bản cũ là vũ khí mang tên Combat Cross sẽ là một điểm nhấn vô cùng quan trọng trong phiên bản này. Đây là thứ vũ khí không chỉ dùng để chiến đấu, mà còn sử dụng trong di chuyển, mở đường, giải đố và khám phá các bí mật trong game. Vũ khí này sẽ trở nên đa chức năng trong những cuộc phiêu lưu, giúp bổ sung nhiều tiền đề để người chơi khám phá những tàn tích trong lâu đài tăm tối hay những cánh rừng u ám phản phất những bóng ma chưa được siêu thoát. Darksiders. Ra mắt game thủ đã 8 năm, nhưng cho đến nay đây vẫn là một trong số những tựa game hành động vô cùng ấn tượng. Tham gia vào game bạn sẽ hóa vai War, là một trong 4 kỵ sĩ khải huyền trong truyền thuyết, xuất hiện trong thời kỳ xảy ra cuộc chiến giữa thiên đường và địa ngục. Đây là một tựa game hiếm hoi khi được bạn tham gia vào cuộc chiến với tư cách ngoài cuộc, khi mà chẳng phe nào là lương thiện cả. Chính phong cách gameplay hết sức độc đáo đã tay và ấn tượng của mình đã khiến tựa game này sở hữu nhiều fan cuồng trên toàn thế giới. Phiên bản này không mang nhiều hiệu ứng tân thời hay công nghệ đồ họa tối tân, nhưng nó vẫn gây ấn tượng mạnh với lối thiết kế cá tính. Khi mỗi khung hình được thổi sự sống mạnh mẽ từ những trang truyện phương Tây, đó mới chính là điều mình thấy ấn tượng nhất ở tựa game này. The only one with the power to restore the shattered world is the one who began its destruction. All who wage war know my name. Dead Space phần 2. Đây là một tựa game bắn súng kinh dị sống còn góc nhìn người thứ ba được phát hành bởi EA. Tuy nhiên bản thân mình lại thấy sản phẩm này nghiêng về yếu tố kinh dị hơn là bắn súng, với những ám ảnh không nhỏ đến những con quái vật biến dị với hình hài ghê tởm, sẽ gợi cho bạn một phần cảm giác của các phiên bản đầu của Resident Evil khi phải đối mặt với những người từng là đồng loại của mình. Và việc xuống tay chắc chắn không phải là một sự lựa chọn dễ dàng về mặt đạo đức. Tuy nhiên đó lại chính là công thức khiến trái tim của bất cứ kẻ gan dạ nào cũng bị bóp nát. Sở hữu cho mình lớp áo đen tối máu me cùng hưởng ánh sáng chân thật, tựa game này gây ấn tượng mạnh mẽ bằng những chi tiết cơ khí sắc lạnh, đã làm bầu không khí trong trọng không gian trở nên âm u hơn bao giờ hết. Và cái giá để trải nghiệm Dead Space 2 chỉ là một máy laptop cùi, cùng các đồ họa Intel HD 4000 cũng không thể cùi hơn.
Bạn đánh giá như thế nào về những tựa game này? Hãy cho em biết ý kiến bằng cách comment bình luận của bạn bên dưới video này. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Token Channel và cập nhật những thông tin game và công nghệ hấp dẫn mỗi tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Yeah.